Vâng, em quay riêng ba những bộ mix xua em mới về trong sáng ngày hôm nay. Đây là bộ xua ULXB4 hai tay Beta 87A nha các bác, 24 triệu 500. Và đây là hai bộ ULXB4 SM58 giá 8 triệu 4 một bộ, và một bộ xua duy nhất UC SM58, bộ này của hàng Mỹ Nòi, giá là 8 triệu 500. Con này thì khá là hiếm nha các bác, con UC này. Xua UC nó dòng Mastercard, dòng đời cao. Rất là mới nha, em về được một bộ nha, giá là 8 triệu 500 bao gồm phí ship, gồm pin sạc đầy đủ nha các bác. Dòng đời cao nó sẽ có cái cổng logic out, matching out a đường đi đầu vào, gồm pin sạc và đầy đủ phụ kiện nha các bác, phụ kiện xịn nha, chạy 4 cầu điện. Đây là bộ UC Timex SM58 nha các bác, SM58 giá là 8 triệu rưỡi đây. Và đây là bộ ULXB4 SM58, bộ này thì các bác rất là quen thuộc rồi, giá là 8 triệu tư bao gồm phí ship và phụ kiện đầy đủ, pin sạc đồ đầy đủ hết, hàng đẹp hết nha các bác. Hàng bên em về là hàng đẹp hết, nó xua là hàng đẹp hết nha. Đây phía sau có đường kết nối không quá. Dòng ULXB4 là hàng Mexico nha. Tai mic này các bác cùng ngắm tai mic này. Nói chung là em phục vụ các bác là hàng đẹp hết. Đấy. Nét căng luôn, từ cái rọ này các bác, nhìn cái rọ này. Giá là 8 triệu tư một bộ là ULXB4 SM58 nha. Riêng bộ UC này là 8 triệu rưỡi nha. Còn bộ này là bộ hai tay Beta 87A, giá là 24 triệu 500. Bộ hai tay. Bác nào lấy một tay thì giá là 12 triệu rưỡi nha. Còn lấy hai tay thì mình tiết kiệm được 500 nghìn. Đấy, Beta 87A, hàng đẹp ngất ngay hết. Đấy. Lấy hai tay thì các bác sẽ tiết kiệm được 500, là giá 24 triệu 500 một bộ hai tay, một tay là 12 triệu 500. Đấy, đây là nhà, những bộ mix xua sáng nay em về này. Đấy, bác nào lấy thì cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên, cọc tiền chiến khoản đủ thì em sẽ bớt 200, còn cọc tiền thì cọc 10% trở lên, 1-2 triệu gì đó sẽ em ship hàng tận nơi tất cả các bác nha. Mixua thì em cũng không giới thiệu nhiều các bác, cơ bản là các bác có tài chính thì mình sở hữu thôi. Dòng này đẳng cấp cả thế giới rồi, hát thì không còn bàn về độ hay nữa.